Lâu ơi, lâu lâu. Ok anh em à, bây giờ chúng ta sẽ giao dịch tổng kho đồ bắt số 12 cho anh em xem. Thì anh Long thì anh được một số trang sức thôi, chứ anh không có quên, anh được một số đồ rồi anh em ơi. Như cây vũ khí chống 10 dòng 1 này, đó, sinh lực lực. Ngọc bội mà bánh 8 hả? Ngọc bội mà bánh 8 Khải giao dịch cho anh kia rồi anh em. Nãy Khải đánh giùm cho anh em trong băng anh lái trước đi ngủ rồi, là được một ngọc bội mà bánh nữ mà bánh 8 rồi anh em. Và ngọc bội đó thì tầm khoảng 15 đến 20 kim hơn. Khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi 2 triệu đó tùy người mua và bán nữa. Mày bánh 8 nó cũng khá là chất. Rồi, nón chống gắn hỏa. Rồi, một cây làm chậm 40. Đây là những trang bị của anh Long. Đó. Ở đây. Ok, vũ khí. Rồi, cây vũ khí em xin nhân Long ơi. Còn lại kia em lánh bán nha. Cái em xin cho ngày 10 em xài. Ngày 10 em xài. Rồi, ok. Đó. Cái nào lấy lại, sẽ lấy lại đi. Rồi, đánh cho mình em được nhiều đó thì bán bù lỗ rồi thu ít tiền mua lại boss tiếp đánh nè. Một con thì bất thường thì anh Long hay mua là khoảng 60 xu đến 80 xu một con. Rồi boss đặc biệt thì khoảng mấy trăm xu, hôm nay boss đặc biệt bao nhiêu anh Long? Anh Tùng. Giờ 500 á. 500 xu một con đặc biệt nè. Ồ, thấy rồi. Không? Đâu rẻ đâu nè. Nãy anh Tùng đánh lần bảy mấy con đặc biệt nè. Bốn mấy, bảy mấy bao nhiêu anh? Bảy mấy hả? 72 con. 72 con đặc biệt, nên mới nhân ra bao nhiêu tiền? Rất là nhiều tiền luôn á. Tùng mấy chục con nữa. 72 nhân 550 nè. Là hết 40 mấy kim nè. Bốn máy kim nhân lên 60, nhân lên 67 đi. Là nội anh Tùng không đánh gần 3 triệu Việt đồng nữa. Gần 3 triệu đó nè. Và được 3 triệu giờ bây giờ thủ gì nè. Anh lấy sầu không có không, lấy sầu không biết. Không có gì. Giống như anh Tùng ơi. Mấy không phải không có. Giá chuyện kháng cả 14 thủy nè cũng không bao nhiêu nè. Giá chuyện đó cũng vài kim. Phải người chứ cũng cao lắm 10 kim. Có nhân cái thì bằng gọi à? À, có 600 anh ơi, trời mưu dịch. Nãy giao dịch anh Tùng rồi. Anh Tùng được cái ngọc bội kháng họ chó 40 nè. Mấy này thì sợ phải mang đủ set mới kích được. Rồi ngọc bội này ngon nè. Sinh lực cao 540. Bán thì đồng giá 5 đến 10 kim cái nào được là bán được hết nè. Đấy. Những đồ anh Tùng tính ra rất nhiều đồ làm chậm kháng hỏa. Quên làm chậm kháng hỏa rồi chón. Nè cho nên trong bang. Này để cho nên trong bang lên đồ. Anh Tùng cứ đổi nào đi. Cái gia truyền này là Như Hương chắc là sẽ lên set đồ ấy. Đối với con lông bùa ấy, 540 nhẫn này. Rồi ngọc bội bán 4 nha anh ơi. Anh sẽ đúc vô con thiên nhẫn bùm hoặc là con thiếu lâm nào trong bãi á, quăng vô được như được. Rồi tiếp tục lại ngập bò 540 nữa. Bao nhiêu cái? Trời ơi. Biết nhiều cái là bò 540. Rồi tiếp tục là cái ngập bò 28 này cho em xin nha. Em xin cho nghe mời bóp nha anh. Đó. Rồi đưa cho con trống băng áo. Rồi xong hai con 24 này thôi. Là này. Sinh lực lực này. Đó. Sinh lực lực cao. Sinh lực lực cao. Kháng hỏa này, cái này mà sinh lực nữa anh Tùng xài đẹp luôn. Câu 24. Rồi, sinh lực lực cao. Rồi, hợp kim. Mà cái này thì thấp so với anh Long, anh Thâm Long không lấy. Có 117 thôi. Rồi, ok. Đó, tổng đồ như vậy nè. Đang mang cái nhẫn sinh lực tới 138 rồi nè. Sinh lực độ lực. Ok anh Tùng, rồi okay. Bây giờ này, đó, bây giờ thấy cái ngập bội vô. Uy bài luôn. Đó. Trời, lên được 9 khăn lòi nữa. Rồi thay vào cái cây vũ khí nữa lên được 5 khăn lòi nữa. Nói chung là hai món này thêm được 12 khăn lòi. Đó. Ngọc bội này tháo ra cho anh em. Lên đảo luôn cho nó màu màu thấy. Tinh hồng đâu. À ra anh Long, đứng im em giao dịch cá nhân anh ơi. Hóa thành đâu. Thua em ơi. Rồi anh em xem rồi anh em xem bắt này thì đừng quên cho Khả một like ủng hộ chơi em ơi. Đó. Rồi tiếp theo sẽ làm những bắt tiếp theo anh em xem nhé. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha em.